5. Tham cầu sự thầm cảm. Kinh văn: Hữu thiện nam tử, thọ ấm hư diệu, bất tao tả lự, niên định phát minh, tam ma địa trung, tâm ái huyền ứng, chư lưu tinh nghiên, tham cầu minh cảm. Việt dịch: Lại nữa, thiện nam tử kia, thủ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh, trong tam ma địa, tâm ưa thích, biết việc trước sau, soi xét cùng khắp, tham cầu sự thầm cảm. Giảng: Lại nữa, thiện nam tử kia, thủ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh. Lại nữa, trong cảnh giới rỗng suốt vi diệu, sau khi thọ ấm tiêu dung, hành giả, người tu tập chánh định không còn tà lự nữa, an trú trong chánh định sáng suốt tròn đầy. Lúc này hành giả không còn bị tà ma ngoại đạo nhiễu hại được nữa. Trong tam ma địa, tâm bỗng dưng mong cầu được biết các việc trước sau, những việc huyền bí xảy ra ở những nơi rất xa, ví dụ như quý vị đang ở San Francisco mà muốn biết những gì đang xảy ra ở New York. Nếu quý vị có khả năng biết được việc ấy là quý vị đã đạt được cái gọi là huyền ứng, biết được các việc bí ẩn từ xa. Nên soi xét cùng khắp, tham cầu sự thầm cảm. Dồn hết tâm lực tinh dòng, nghiên cứu, tham cầu sự thầm cảm. Anh ta dồn hết sức nghiên cứu vào vấn đề huyền bí này, mong cầu có được sự cảm ứng huyền bí. Ví dụ ngay khi anh ta ngồi thiền ở San Francisco, anh ta có thể thấy rõ ràng những người bà con họ hàng và bạn bè đang làm việc ở New York và nghe rõ ràng những gì họ đang nói chuyện. Sau đó anh ta khám phá ra những gì mình nghe được đều xảy ra rất chính xác vào thời gian ấy. Đó là loại huyền ứng mà anh ta muốn chứng đạt được. Kinh văn: Nhĩ thời thiên ma, hậu đắc kỳ tiện, phi tinh phụ nhân khẩu thuyết kinh pháp. Việt dịch: Vào lúc đó thiên ma có được cơ hội thuận tiện, phóng tinh thần gá vào người khác, dùng miệng người bị gá giảng nói kinh pháp. Giảng: Vào lúc đó thiên ma có được cơ hội thuận tiện, vào lúc ấy thiên ma để ý thấy được định lực của hành giả sắp được hoàn mãn, nó trở nên ganh tức, có được cơ hội thuận tiện, nó phái con cháu đến rình chờ sơ hở. Ngay khi nó thấy cơ hội, phóng tinh thần gá vào người khác, dùng miệng người bị gá giảng nói kinh pháp. Kinh văn: Kỳ nhân nguyên bất giác chi ma trước, diệt ngôn tự đắc, vô thượng niết bàn, lai bì cầu ứng, thiện nam tử xứ, phu tòa thuyết pháp, năng linh thính chúng, tạm kiến kỳ thân, như bách thiên tuế, tâm sanh ái nhiễm, bất năng xả ly, thân vi nô bộc, tứ sự cúng dường, bất giác bì lao, các linh kỳ, tòa hạ nhân tâm, tri thị tiên sư, bổn thiện tri thức, biệt sanh pháp ái, niêm như giao tất, đắc vị tằng hữu. Việt dịch: Người ấy vốn không biết mình bị ma nhập, còn nói mình chứng vô thượng niết bàn, ma liền đến nơi người mong cầu huyền ứng kia, trải tòa thuyết pháp, trong chốc lát khiến cho thính chúng thấy mình hiện thân thành người già trăm ngàn tuổi. Họ sinh lòng ái nhiễm không thể rời người ấy, họ tự thân làm như nô bộc, đem cúng dường cho ma bốn thứ mà không hề mệt mỏi. Thính chúng ở dưới pháp tòa đều tin rằng người ấy là vị thầy trong đời trước của mình, phát khởi lòng riêng yêu mến pháp sư dính chặt như keo sơn, như được điều chưa từng có. Giảng: Người ấy vốn không biết mình bị ma nhập, còn nói mình chứng vô thượng niết bàn, ma liền đến nơi người mong cầu huyền ứng kia trải tòa thuyết pháp. Hành giả, người đã bị ma gá vào, trong chốc lát khiến cho thính chúng thấy mình hiện thân thành người già trăm ngàn tuổi. Quý vị nên biết cái cảm quan ấy là nhất thời. Khi một người trong chúng hội thấy anh ta với đầu tóc bạc phơ của một ông lão trong thân xác một đứa trẻ con, họ sẽ nghĩ rằng đó là một người tu hành lão luyện, một lão tỳ khưu.